Hôm nay đó là 24 Tết rồi. Video này mình dành cho những anh em nào đã theo dõi mình ở trên fanpage cũng như là TikTok cũng như là YouTube. Con MB07 này bây giờ mình chỉ bán được dọc khu vực miền Trung, miền Nam vào trở lại đây vì là bưu điện và trình xe người ta đã nghỉ toàn bộ rồi. Thì những anh em nào có đam mê âm thanh, có nhu cầu âm nhạc mà vang một con loa có hiệu ứng bass sâu để đi du lịch, đi chơi thì đây là lựa chọn tối ưu nhất cho các bác. Thì đây hiện tại ví dụ là ngày mai em đi du lịch chẳng hạn Vũng Tàu hay Nha Trang hay Đà Lạt hay Đồ Sơn Hải Phòng. Đồ Sơn Hải Phòng thì thua rồi vì là bưu điện nghỉ rồi. Đây Nha Trang, Đà Lạt thì các bác, việc còn lại là một con loa xịn chạy được 4 đến 5 giờ đồng hồ và việc còn lại là nhấc lên xe và đi du lịch, đi chơi, đi hát. Đà Lạt thì con này ngồi ở trên đồi hay ngồi bãi biển nó đánh bass cho các bác xem đây. Đây, nhấc hẳn này đây cho các bác xem. Đây. Trông ngú thì cực kỳ tốt và có những hiệu ứng khán giả thì cực kỳ độc lạ. Đây. Đấy. Đây là chiếc loa độc lạ nhất hiện đang mà Mạnh Tiến đang kiểm nghiệm cho quý vị. Đây. Vỗ tay, vỗ tay. Con loa này nó tích hợp 5 đường tiếng anh em ạ. Con loa này tích hợp 5 đường tiếng và cho cái hiệu ứng bass cực kỳ sâu khi các bạn nghe nhạc. Cá nhân mình review hàng tỷ cái loa kéo rồi. Con này cho mình chất âm cảm giác hay nhất. Chất âm. Còn ông nào giọng khỏe mới hát con này, giọng yếu hát hơi mệt vì nó ít eco. Cực kỳ phê luôn, chỉ bán dọc từ miền Trung và miền Nam và miền Tây. Xin lỗi anh em miền Bắc vì bây giờ bưu điện và chạy nghỉ muốn bán lắm nhưng cũng chịu. Bây giờ em thử tiếng nhạc các bạn nghe thử nhá. Rồi, 1 2 Bass sâu quý vị. Alo, 1 2 Lặng như một hoa hồng hoa hương sắc theo con theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao niềm nỗi trái tim vỡ tan lật nhai từng cái rung rơi làm vẫn xót xa chắc chính đời mình vì người anh yêu đã đôi dùng nhân duyên với khắp thế gian. Ngon, bổ, rẻ và đang được khuyến mãi. Chỉ bán dọc khu vực miền Trung, miền Tây và miền Nam. Trong 2 ngày nghỉ lễ này, anh em nào cần thì liên hệ sớm nhá. Ở miền Bắc là em ngưng bán rồi, yêu điện chạy nghỉ rồi. Chào các bác.